Thì hôm qua dây nó mới về nên hôm nay tối hôm qua thì em cũng hàng được một cái số dây, số lượng cũng nhiều như vậy nè. Em trả đơn cho khách. Tại vì trong một vòng gần như là cả tháng vừa rồi là dây nó không có về nên không có cái gì để mà bán luôn á. Ở đây là lô hàng dây này là của Van Nam Mi nè, đó, dắt Newtrix em hàng sẵn. Các cái dây nó giống nhau nên em để này qua, cái thằng này nó giống như mấy thằng này nên em để qua một bên. Còn những cái mẫu nào mà mọi cái á, thì em đem em trưng bày lên đây để em giới thiệu cho mọi người ha. Bên này là cái lượng nhiều nhất ở bên này á. Mọi người thấy đẹp không? Em lấy từng cái cho mọi người xem. Thấy mê đúng không? Mày ba lá hẹ ha, nhìn hấp dẫn ha. Đó, màu sắc nó phải lấp lánh như thế này nè. Dây này là dây Tasker của Italy nha mọi người. Ý thiệt cái chứ không phải ý giả đâu. Nè, nhìn nè, Made in Italy nè, thấy không? Cái dây này á là mình ghép nối giữa con đẩy với con vang. Đặc biệt cái dây này bên em không có bán nha. Không có bán. Cái này em hàng đóng như này nè, để em tặng cho khách. Để tặng cho khách khi nào, thứ nhất là khách mua những cái con vàng của bên em đó, những con vàng của bên em là được tặng những cái dây này. Cái dây này là bọn em hàng trực tiếp, là hàng bằng tay. Dĩ nhiên là hàng là phải hàng bằng tay rồi chứ hàng bằng gì, nhưng mà ý em nói ở đây á có nghĩa là bọn em tự hàng từ cái nguyên cuộn dây Tasker mình cắt ra. Nó khác hoàn toàn với là mấy cái dây mà người ta tặng trên thị trường. Mấy cái dây người ta tặng trên thị trường người ta mua 20-30 ngàn cặp. Xin lỗi nha, cái cặp này nè bây giờ khách hàng muốn mua đúng không, em bán 280 ngàn, rẻ hơn em cũng không có bán đâu ha. Đó, thì em nói thẳng là như vậy. Mục đích em hàng cái dây này là em tặng cho khách. Nhìn kỹ nha, cái dây này là em hàng em tặng cho khách khi khách mua con vang của bên em. Đó là em tặng cho khách. Còn bán lẻ là 280 ngàn, rẻ hơn em cũng không có bán. Còn đây là mới là cái nội dung chính của cái video này ha mọi người. Thì đang nói cái dây thì bây giờ em sẽ giới thiệu cái dây. Ví dụ dây đây là dây dành cho nhạc cụ. Nhạc cụ đây là cái gì? Đàn. Đàn guitar điện thì nó có một cái jack, một đầu là jack silent plug. Đây mọi người thấy không? Cái này nó bằng dạng như plastic, nhựa đó, Newtrix chính hãng ha. Đây nè. Thấy chữ không? Đây. Hàng chính hãng, jack, cái jack này em tính giá này nha mọi người. Cái jack này là 380 ngàn, jack thẳng, có jack cong 90 độ, có luôn 400 ngàn. Này là jack Newtrix 6 ly mono. Nhìn thấy nè ha. Hàng Newtrix chính hãng là nó phải như thế này nè. Nó có cái logo của nó đây nè, Made in Liechtenstein. Con này là 110.000 đồng. Còn dây này là dây Van Damme. Hôm qua nó mới về đó mọi người. Đây nè, Van Damme nè, thấy không? Cái chữ nè. Đó, Van Damme nó sẽ có cái mã số đây. Cái mã số này là toàn thế giới người ta dùng. Đây nè, 268026000. Dây này là mã màu đen. Nó sẽ có 021 và 028, em nhớ hình như vậy. Nó sẽ có màu xanh dương và màu đỏ. Thì màu xanh dương với màu đỏ thì tháng 3 nó mới về. Hiện tại bây giờ chỉ có màu đen thôi. Dây này là cả toàn thế giới người ta xài chung, chứ không phải chỉ mỗi Việt Nam mình có ha. Thấy ai dùng cái này? Thứ nhất là nhạc công, thứ hai là cho các cái phòng trà ca sĩ, thứ ba là các cái phòng thu, thứ tư là ai? Là những cái khách VIP như mình nè, những khách VIP mà mình đang xem video này nè, là mình mua về mình nâng cấp cho cái bảo vàng của nhà mình Tết nhất tới nơi rồi. Ví dụ như cái cặp này, đây nè, nhìn thấy mê không? Là dắt Newtrix chính hãng nghe, nên nhìn nè, à, nhìn thấy nhìn cho kỹ giùm em nè, Newtrix chính hãng nè ha. Ở trong này nó sẽ có cái thông tin là Made in, cái chỗ là Liechtenstein nè, thấy không? Đó, Liechtenstein. Tương tự cái con này cũng như vậy, Newtrix nè ha, cái logo Newtrix nè ha. Liechtenstein, cái nào cũng như vậy hết. Ở trong con đực này cũng như vậy nè, mọi người nhìn kỹ trong đực nữa cũng có nè, thấy không? Đó, Liechtenstein. Thì Liechtenstein là ở đâu? Là nó ở châu Âu, nó gần Đức, giáp với lại Thụy Sĩ. Cái tên nước của người ta là vậy, chứ không có Đức, Mỹ, Anh gì hết á. Tên nó là Liechtenstein, nó giống như là tên Việt Nam á, là Việt Nam mình á. Rồi cái dây thì cũng là dây Van Damme. Đó, Van Damme dây này nổi tiếng không? Nổi tiếng chứ sao không nổi tiếng. Cả tháng này không có hàng để mà bán nữa mà sao không nổi tiếng được. Ví dụ cặp như dây dài 1 mét, cửa hàng em đang bán ra là nhiêu? 580 ngàn. Mình không có nghe lầm nha, 580 ngàn, không bao giờ nghe lầm. Có trả thấp hơn em cũng không có bán đâu, bởi công cũng cực lắm. Còn nếu mà khách hàng mà muốn mua dắt lẻ thì sao? Ok, có dắt lẻ. Ví dụ dắt đực là gì nè, dắt đực là có cái cây nè, cứ đực là có cái cây vậy ha. Là 100 ngàn cái. Còn cái là nào? Cái là có cái lỗ nè, thấy không? Cái là có cái lỗ vậy nè. Là 101, cái á, lúc nào nó cũng đắt hơn cái đực hết á. Còn dây thì sao? 50 ngàn mét. Dây này là công ty vừa rồi, công ty nó mới lên giá nha. Đó, cái mã hiệu này nè, công ty nó mới lên giá 3-4 ngàn á, nhưng mà em thấy nó không đáng bao nhiêu, thôi em giữ giá luôn 50 ngàn mét. Ai mua thì mua, em khuyến khích với mọi người là mình mua phụ kiện về mình tự hàng, vui lắm.
cứ mua phụ kiện đi, em tặng thiết hàng cho mà về mà hàng, thì lúc đó mới thấy được cái giá trị của nó. Lúc đó nhiều khách sẽ ồ lên một tiếng là ừ, thằng Tâm nó nói đúng á, hàng cũng cực chứ không có sướng gì đâu ha. Thành ra nhiều khách cứ nói trời sao mà mắc dữ vậy, trời mắc cái gì mà mắc, riêng cái giắc này á là hả người ta đã bán trên thị trường là 150 cái, mua 4 cái là hết 600 rồi ha, trong khi em hàng vô dây sẵn công em làm hít chì độc hại có ngày chết hôm nào cũng hay ha. Đó mà giá nó có bán có 580 ngàn à, mà còn chỉ mắc chỉ rẻ em cũng bó tay rồi. Cái dây tiếp theo là cái dây này mới xịn sò nè, cái dây thì giống nhau nha, cùng một cái mã van 5 mi, lặp đi lặp lại hoài. Cái hiệu van 5 mi này là của Anh nha, UK, United Kingdom, mình có lên Google mình tra là ra, em đâu có xạo đâu. Đây là giắc Neutrik nè, nhưng mà cái loại này là loại màu đen, cái chân nó mạ vàng, nó giống nhau ha. Cái đầu Neutrik á, tất cả đều nó có cái chữ Liechtenstein trong này nè, mọi người nhìn thấy không? Đó, chữ nè, chà bá nè. Em tìm to nhiều bác cứ nó không thấy, không thấy. Chà bá nhưng mà sao không thấy được? Nè, thấy không? Đó Liechtenstein. Đó, con này cũng như vậy, bên trong nó cũng có nè. Thấy không? Đó Liechtenstein. Thì cái đầu màu đen này thì đầu cái là 130, đầu đực là 120, ở cái loại nó như vậy á, nên em có làm sao em báo như vậy. Cái con này á, là dành cho khách hàng dùng làm cái gì? Thứ nhất á, là người ta dùng cho micro thu âm, studio phòng thu nè, ta dùng con này. Hay là những khách hàng mà dùng xài micro condenser nè, ví dụ như là Sennheiser E965, Sennheiser E865, Shure Beta 87A, 87C, nói chung là trở lên tất cả loại mic condenser, Beyerdynamic cũng có luôn, là dùng cái thằng này. Thế thì dùng cái thằng này được không? Được chứ sao không được. Nhưng mà nó không có cao cấp bằng thằng này, nhiều khách hàng người ta có điều kiện người ta nâng cấp nó lên cho nó cao cấp cho nó xịn sò hả mọi người. Rồi tiếp tục cái dây này em làm em bán rất là nhiều luôn. Cái này là bán mệt mỏi nè. Cái này là một sợi dây là dài 6 mét. Dây này làm gì? Micro có dây. Thì những khách hàng mà xài Shure Sennheiser mà có dây cấp thấp, ví dụ Beta 58 4 triệu cái mà cấp thấp ha. Bega 48, Bega 58, Sennheiser 935, 945, 835. Đó là mình mua cái loại như thế này. Thì cứ cộng tiền giùm em đi, em không có cộng. Tại vì dây mỗi người thích ngắn, thích dài, thích dắt này, dắt kia thấy phát mệt ha. Thì cái con này, ví dụ con ren này 50 ngàn cái. Cái này 101, cái này 50 ngàn cái cộng vô, rồi cộng tiền công hàng của em vô, em tính cộng khoảng 40-50 gì đó. Còn ai muốn chê mắc quá thì mình mua về mình tự hàng, em tặng cho thiết hàng, về cho hàng cho thấy đã như nào ha. Theo là cái dây này thì khách hàng nào mà xịn sò hơn, nâng cấp hơn là mình dùng toàn bộ Neutrik hết. Đó, cái này nhìn đã không? Neutrik chính hãng nè, thằng này cũng Neutrik chính hãng nè. Em nói thiệt nha, chỉ có những khách hàng mà đã từng mua dây của em hoặc là đến cửa hàng trực tiếp bên em rồi cầm những cái dây này lên test rồi sử dụng mới thấy được là nó đã như thế nào ha. Chứ mình mà mình xem qua video thì mình thấy làm sao mình thấy nó đã được, nhưng em ngồi em nhìn vậy nó đã thì mọi người có thấy đã như thế nào đâu, mình phải mua mình mới biết được. Thì những cái khách hàng mà đã từng mua của bên em đa phần là sẽ mua xong là sẽ mua tiếp và giới thiệu bạn bè cùng mua. Rất là nhiều khách hàng đã mua rồi, thì khách hàng nào mà đã sử dụng cái dây và sản phẩm của bên em á, cho em một cái comment ở bên dưới ha, đánh giá giùm em coi là ừ thằng Tâm nó có quảng cáo lố hay không ha mọi người. Cái dây micro á, hoặc là dây tín hiệu á, thì cái tiêu chuẩn đầu tiên yêu cầu của nó là thứ nhất, ngoài cái việc chất lượng là dĩ nhiên là nó phải đảm bảo rồi, dây mà không chất lượng thì nói làm gì nữa. Như đây người ta ghi đây rất là rõ, người ta ghi nè đó tên hiệu đầy đủ ha, Van Damme, cái dòng là Tour Red Classic SKE. Dây là dây microphone cable, tức là dây tín hiệu micro á, mã hiệu là như đây, nó ghi nè Ultra Pure Silver Plated nè, OFC, tức là nó mạ một cái lớp bạc mỏng trên cái nền đồng OFC. Đồng OFC là đồng Oxygen Free Copper, tức là đồng không có bị oxy hóa do nó đã được xử lý rồi, nó mạ một cái lớp bạc lên nữa, thành ra chất lượng của nó là dùng từ là gì, tuyệt vời, khỏi cần phải suy nghĩ ha. Yêu cầu thứ hai là gì? Nó phải mềm. Nó mềm để làm chi? Để cái rắc này mình cắm cái bặt vô nó dính trong đó rồi mình cứ cử động di chuyển thì nó không có lung lay cái rắc này. Như cái dây này mà nó cứ ngắt như cái cây sắt thì mình cắm vô đây cái mình ngồi mình di chuyển nó cứ ngắt, mà mình di chuyển đây là cái chỗ này nó sùng sịch nè. Nó sùng sịch thì tiếng nó là sạc thôi, cứ chứ có gì đâu lạ. Thì cái dây van 50 này nè,
ngoài cái việc dùng micro ra thì mình còn dùng cái gì khác được không? Được. Theo thông tin từ nhà hãng hãng Vanami, người ta thông tin cái dây này mình có thể dùng làm dây gì? Dây ba lăng, tức là cái dây nào? Tức là cái dây hai cái đầu canon á, dây ba lăng là cái dây này nè. Là cái dây mà mình đưa vô cái con van số á, đây nè. Dây ba lăng là dây này nè. À, hai đầu canon á là mình đưa vô van số á. Thứ hai là dây AV. Dây AV là dây nào? AV là dây hai cái đầu bông sen á, đây nè, hai cái đầu bông sen nè. Thấy không? Dùng được không? Được. Nhà hãng người ta khuyến khích cho mình dùng hai cái công năng đó. Thế dùng công năng thứ ba đó là cái gì? Nhạc cụ. Nhạc cụ là cái gì? Đây nè, nhạc cụ từ đầu em giới thiệu nè, đàn nè. Này là dùng cho để người ta làm gì? Người ta ghi âm. Em không biết người ta dùng trong cái ứng dụng gì á, nhưng mà một đầu bông sen, một đầu là 6 ly. Đó, cái này cũng giao cho khách nè. Tất cả những cái này là đều giao cho khách hết, khách đặt kích thước, chiều dài, đặc điểm, chủng loại và dắt là gì thì em mới làm. Chứ tự nhiên mình làm không không vậy mình đâu có biết khách nhu cầu người ta cần dạy nhiêu đâu, tự nhiên mình làm dư thừa cả đống mà mình cũng không có giải quyết được ha mọi người. Đây là những cái đa phần là đặc chủng riêng của khách nè, như dắt bông sen nè. Cái đầu này 45.000, đầu này 45.000, rồi công em cộng vô em cặp gì em tính 5-60 gì đó. Có ai không tin thì cứ thấy dễ ăn quá đúng không, nói trời cặp này ăn bán thằng Tâm nó hàng 50.000 60.000, ui sao thấy dễ ăn quá. Ừ thì mình mua dắt đi, cái mình về cái mình hàng vô mình thấy ui nó dễ ăn lắm ha mọi người ha, nó rất là dễ ăn luôn. Ngoài ra em còn có mấy cái dây phụ kiện vui lắm. Thường là cái con súp á, người ta sẽ ra súp, những khách hàng mà ta dùng súp điện mà tượng vàng đánh xuống á, thì người ta đánh bằng cái nào thì người ta dùng cái dây này. Cái dây là một đầu canon cái nè, cắm vô con vàng, đầu còn lại là cái gì, bông sen, cắm vô cái con súp điện của mình, một dây thôi là ok. Súp đánh mono mà, cái súp đánh CT được không? Được, đưa hai dây vô nhưng mà nó cũng xâm qua kia đánh mono mà. Cái dây nữa cho khách là cái dây này cũng là khách đặt nè, khách đặt chứ mình không có tự làm tại vì mình đâu biết nhu cầu người ta gì đâu. Làm là hai đầu 3.5, mọi người lưu ý ha, hai đầu 3.5 nó nhìn đẹp không? Cái này là của Ren nè nha, dắt này là dắt Ren, đầu đồng mạ vàng, nhìn thấy mê không? Chưa đâu còn nhiều các con mê nữa, để em cho mọi người xem cái dây loa của thằng Vandami. Dây loa đây, dây này là dây 2.5, đây mọi người nhìn kỹ nè ha. Đâu rồi, cái mã hiệu là 268525000, dây màu đen BUBOFC Pro Low Speaker Cable 2 x 2,5 ly ha. Rồi thì cái dây này lắp vô cái gì, em sẽ lắp vô cái dắt này cho mọi người cùng xem. Dắt này mới gấu nè, đây dính được này nè. Cái dắt này hôm qua em có mới về á, em đăng trên kênh á, thì có bác khách hàng bác hỏi xong rồi em báo giá cho bác. Con này nhé em bán ra là nhiêu? 380.000 cái. Một cái nha, lưu ý giùm em, một cái là cái này nè, là 380.000. Thì bác có hỏi em thì em báo giá cho bác là 380.000, bác nói trời ơi khùng. Cái con vậy mà mua 380.000, thị trường nó bán có 20-30. Ok. Thì em không có phân biệt trắng đen với khách chi cho ông mệt. Khách người ta nói mình khùng thì mình cứ cho rằng mình khùng đi. Còn giá thì giá em nhập vô công ty nên là hàng chính hãng của Newtrik. Nên em không có đi phân biệt so sánh với lại mấy cái hàng trôi nổi trên thị trường. Hàng trôi nổi là hàng như thế nào? Thứ nhất là hàng nó không có thương hiệu, thương hiệu đây là hiệu Newtrik nè. Thứ hai là hàng của em là nó nằm ở trong bọc như này chứ nó không có trần truồng ra ngoài. Thứ ba là hàng của em là hàng chính hãng. Chính hãng là làm sao? Chính hãng là tự hãng nó ra đó chứ làm sao? Em cũng không biết nói như thế nào. Chỗ này nó có cái ron cao su trắng chỗ này ha, để nó giữ kín cái chỗ này. Con này là mình phải hàng ha, này là chân của nó là chân đồng, nó sẽ mạ một cái lớp bạc ở trên này thì mình sẽ hàng dây vô đây. Thì em khuyến cáo mọi người là khi mình hàng mình sẽ dùng dây từ 2.5 cho tới 6 chấm, cho nó to, cho nó bự, cho nó vừa, nó xài hết cái giá trị của cái con dắt này. Chứ mình đưa cái dây 1.5 vô đây thì nó hơi bé, cái lỗ thì chà bá, mà đưa cái dây có chút xíu vô thì nó bé ha. Đó, đưa vô đây thì khi khách hàng đặt thì em sẽ hàng vô cho khách, em sẽ hỗ trợ em hàng cho khách cái này. Hàng cái này cũng cực lắm chứ không có vui sướng gì đâu. Riêng đặc điểm của thằng này thì em hàng em sẽ miễn phí cho khách, không tính tiền. Cái con này nó chịu được cái công suất liên tục nó tới ha 40 ampere này ha, mọi người thấy ghê không?
speed công cable connector này, 40 ampe, 250 V, rồi gớm ăn ha. Còn đầu thị trường thì sao? Đầu thị trường thì em không có bán đầu thị trường nên em không có biết, tức là mấy cái giắc nhái, mấy cái giắc giả đó, đầu nhái đầu giả mà đi so với mình sao so. Đây đầu thiệt nó sẽ có cái chữ Liechtenstein ha mọi người ha, 2 cộng 2 trừ nằm bên này, 1 cộng 1 trừ nằm chỗ này đó. Rồi thì video này mục đích chính là giới thiệu các cái sản phẩm dây giắc mà bên em làm thi công và bán cho khách. Thì bên em chỉ thi công và bán cho khách là giắc Neutrik chính hãng, dây là dây van dummy hoặc là cloth tùy vào nhu cầu của khách. Còn cái dây chỗ này, dây chỗ này màu mè ba lá hẹ nhìn hấp dẫn thơm phức luôn, dây Tasker. Dây này bán lẻ 35.000 mét nha, bên em không có bán. Cái này là mình tặng cho khách khi khách mua van hoặc là mua đẩy của bên em sẽ tặng cho khách cái này. Thì cái này nếu mà khách hàng nào mà có nhu cầu thực sự mà thích muốn mua cái này thì em bán 280.000 cặp đó, đơn giản vậy thôi. Rồi cảm ơn mọi người đã xem qua video clip này. Những khách hàng nào có nhu cầu mua sắm mấy cái dây từ van số xuống đẩy nè, dây xịn nha, thứ hai là dây micro nè, thứ ba là dây AV nè, là dây bông sen đó, thứ tư là giắc loa nè, Neutrik nè, giắc này là giắc xịn nhất của Neutrik rồi, 380.000 cái. Còn những cái thằng rẻ hơn có luôn, rẻ nhất là 120.000 cái một bộ 4 cái, mua lẻ thì 125.000. Rồi cảm ơn mọi người.